Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop của mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cái đầu CD có model là DCD 1650AE. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản và mắt đọc rất tốt nha các bạn. Dòng đời nông DCD 1650AE được thiết kế mặt nhôm phay xước màu trắng bạc, pha tí ánh hồng rất đẹp, rất bắt mắt nha các bạn. Dòng này nó được thiết kế là mang phong cách sang trọng cuốn hút nha các bạn. Vỏ thì mình đã tháo cái nắp lưng của nó cho bạn xem. Đó. Nó được thiết kế một cái nắp lưng và hai bên là hai miếng nhôm rất dày nha các bạn, rất cứng cáp. Nó có tác dụng là chống rung, chống nhiễu rất tốt. Đặc biệt là nó chịu đựng tác động từ bên trong lẫn bên ngoài rất tốt nha các bạn. Dòng này được xử lý, bộ xử lý là Oven AL 24 Rosettin cho là bộ dạy mã 24 bit nha các bạn. Bộ cơ được sử dụng, dòng này là bộ cơ sử dụng, được sử dụng trên nhiều dòng sản phẩm cao cấp của CD The Nong nha các bạn. Đó, nó có nét tương đồng với là CD The Nong SA11 là dòng cao cấp nhất của hãng. Tất cả các chức năng mà đã test họ đã hoàn hảo. Dòng này đặc biệt là không kén đĩa nghe các bạn, mắt còn rất tốt. Sau đây mình tới cho các bạn xem, đây là đĩa chép, là đĩa trầy xước rất nhiều này, mình hay test cho các bạn xem này ha. À. Một khi các bạn đưa vào á, thì nó sẽ tự động nhận diện là Oven AL24 hoặc là Super Audio ha. Dòng này nó có chức năng đọc đĩa SACD đó các bạn. À, tất cả các chức năng mình đã test hoạt động hoàn hảo. Ở đây cái khiển mình sẽ tặng một cái khiển zin nha các bạn. Nó khác đời máy nên các bạn sẽ chỉnh được full chức năng, ví dụ bằng bài 8 nè. Rồi, bài 5 nè, nó buông tay là đọc các bạn thấy không? Bài 4 nè. Rồi. Bài 9 nè, đó. Buông tay là đọc. Mắt còn rất tốt nha các bạn. Dòng này với kích thước là chiều ngang là size chuẩn là nông là 43.4 cm, cao 13.7 cm và hậu sâu 33.5 cm, và máy rất nặng nha các bạn, nặng đến 13.3 kg. Ở đây các bạn có thể sử dụng trên một cái khiển tất cả các chức năng. Bên cạnh đó các bạn có thể sử dụng trên mặt máy nha các bạn. Đây là qua bài này các bạn. Đó, ví dụ lui bài này, đó các bạn thấy, buông tay là đọc ha. Mắt nó ở đây khay mở đĩa, play, stop. Đó. Bên này có chức năng Pure Direct nha bạn, các bạn ứng vào thì màn hình sẽ tự tắt. Khi đó chất lượng âm thanh ra sẽ rất mọc ngay các bạn. À, nếu các bạn nghe trong không gian yên tĩnh thì các bạn bật Pure Direct rất hay. Sau đây mình đi vào nội thất cho các bạn xem. À, dòng này các bạn nhìn vào một khay đĩa bằng nhựa này mà rất mới ha. Ở dưới nó có hai biến áp nguồn các bạn thấy không? À, một digital và một audio rất mới. Ở trong là có hai tụ lọc nguồn cung cấp điện cho cả máy này các bạn. Những con tụ giải mã, những chip giải mã rất là nhiều nha các bạn. Ở đây đặc biệt nó có một con chip giải mã rất lớn nè, The Nong AL24 Rosettin ha. Chip giải mã 24 bit đó các bạn. Yeah. Tất cả ngóc ngách con này là còn như mới, không tì vết nha các bạn. À, máy mình về tình trạng là mặt cạnh còn có tương đối rất đẹp nha các bạn. Dòng này bạn nào có những âm ly dòng mặt trắng á thì bạn mua con này về để trên nghe nhìn đều rất đẹp, rất cuốn hút nha các bạn. Rồi sau đây mình quay cho bạn xem tổng thể. À, bên trái là sườn sắt là không có trầy xước, không ngấn móp, còn rất sáng mới nha bạn. Rồi bên phải cũng vậy nha bạn, không trầy xước, không ngấn móp, rất mới. Sau đây mình quay mặt sau cho các bạn xem luôn. Tổng thể mặt sau nó có được một đường analog out nè, một đường CD digital out là thì có đường coaxial và đường optical nè. Ở đây thông tin như sau, dòng này là một trong những dòng CD đời mới của hãng The Nong được sản xuất vào năm 2005 tới 2009 nghe các bạn. CD The Nong 1650AE IC 100V 20W Shuri là 2409 Made in Japan ha. Ở đây có sợi dây nguồn zin và là dây nguồn rời nghe bạn. Tổng thể máy còn rất đẹp, rất mới. Dòng này dạy mã 24 bit, chất âm rất là dày, chi tiết nghe các bạn, rất đáng chơi trong tầm tiền. Sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc trữ tình về chất âm đầu CD 1650AE.
đường anh đi em đi, đường anh đi kỷ niệm vui theo tháng ngày, đường rất cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo con CD The Nong có model là DCD 1650 AE. Đó, con dòng CD này dạy mã 24 bit nghe các bạn. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản và mắt đọc rất tốt. Máy bán ra mình cam kết nguyên zin nguyên bản và vẫn bảo hành 3 tháng nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sử dụng. Với giá rất tốt nghe các bạn. Chỉ là 7.900.000 đồng. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111, mình có ship toàn quốc. Máy bán ra bao gồm một cái khiển zin khác đời nghe bạn đó, mình tặng kèm. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe, và mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.